thưa quý vị thân mến, chúng ta thường được thấy cái trống thường được đặt, thường được trình diễn bởi các người đàn ông. Nhưng hôm nay đặc biệt có một nghệ nhân nữ rất là xinh đẹp, rất là đẹp nhất làng đó, đang chơi cái trống này với những nhịp trống rất là chắc và tiếng trống cũng rất là không hề thua kém gì những người nghệ nhân. Cùng chương trình của tôi hôm nay thì cũng có nghệ nhân Thu Quê, là một nghệ nhân vừa rồi cũng đi cùng với đoàn nghệ nhân xã là Krông Ra này ra Hà Nội để ghi hình của chương trình với TV. Thì không biết là nghệ nhân Thu Quê có thể thể hiện giọng ca của mình trong đêm cùng chi hôm nay đúng không ạ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thức thì các nghệ nhân của chúng ta cũng đã nắm được giai điệu của bài Nghe Năm Nghe rồi ạ. Các nghệ nhân râm ra rất tuyệt vời ạ. Bye.
đây là một bài dân ca Bana rất là nổi tiếng ạ, tiếng chim Sorotok và em. Vâng, và ngay lập tức thì đúng là bài truyền thống của dân tộc mình, nên các nghệ nhân người Bana Kromira cũng đã đổi giai điệu bài chim ngay lập tức sang bài Quốc dân Sorotok Rema. Nhưng hát tiếng Bana rất hay ạ. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều ạ.